rồi. Đây, đây là cái suối. Ở đây có một cái cầu mà người ta làm vườn ở đây, người ta bắc cái cầu qua suối để người ta đi làm vườn. Cái suối này thì cũng nhỏ thôi, không lớn lắm. Đây. Đây là cái vũng mà tôi sẽ câu ở đây. Cái vũng này thì nó là một cái cửa cống của một cái trang trại nuôi cá ở trên này. Nó là một cái trại cá giống của tỉnh. Thì cái cống họ cho đi ra ngoài này. Họ cho đi ra ngoài này và đây là cái miệng cống này. Thì ở đây nó có rất nhiều cá. Nhưng mà đa phần là cá rô. Diện tích của cái vũng này thì chắc là tầm độ khoảng 10 mét vuông. Nhưng mà nó cũng khá sâu. Chỗ này cũng sâu khoảng tầm hơn 1 mét ấy. Và ở đây thì cái cửa cống này thì ở đây nó nối với lại cái suối ở ngoài này. Đấy. Thì cá sẽ từ suối vào đây rất là nhiều, vào cái vũng này rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu thả câu đây nhé các bạn nhé. Để thử xem ngày hôm nay như thế nào. Con này rô cũng bé các bạn. Nhưng mà câu ở những cái vũng nước thế này thì được những con rô này cũng rất là thú vị rồi. Chiều sao
Các bạn ơi, con này khá to đấy. Con này khá to nha các bạn nhé. Bé tí cá bé con chị nó pha đâu à? Mải cái cần đấy quá. Bé các bạn lôi phao như này. Bé. Đấy, cá như này mà cứ lôi phao lừ 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 đi vậy. Con này cũng là con nhựa. Đây nhỡ đây các bạn này. Rồi phi nhỡ. Nói chung là cũng được. Đấy các bạn xem bé như này mà nó lôi chìm phao đấy. Rô bé. Rô bé này. Ở đây cái rô mà tầm tầm như này rất là nhiều, nhưng con rô to thì thỉnh thoảng có. Không hiểu sao con cá câu được mà nó lại móc ngược như này, móc từ từ ngoài này vào, từ ngoài mang này vào trong này, mua mắt này lạ quá.
thôi. Như thế này mà nó cắn lừ lừ chứ. To thế này mà nó cắn nó lôi phao lừ lừ như vậy.